Và tiếp theo đây chúng tôi xin tiếp tục được đọc danh sách những mạnh thường quân đã tiếp tục ủng hộ rất là nhiệt tình, phải không ạ? Và một lần nữa chắc chắn là quý vị đã theo dõi trên màn ảnh đài truyền hình IBC TV, TV thì quý vị cũng biết đây là sứ ngôn viên Xuân Thì. Xuân Anh dạ. Xuân Anh. Tự nhiên chị tự anh ra chữ Thì. Dạ. Xin lỗi quý vị. Và MC Bích Phượng là cũng rất là nổi tiếng. Rồi, cũng rất là nổi tiếng trong cộng đồng phải không ạ? Và MC Mạnh Cầm. Mạnh Cầm. Bữa nay đổi tên hết trơn rồi. Vì ngày hôm nay cổ vui mừng quá đi, vì tất cả sự hiện diện của quý vị làm cho cái lòng cổ vui nên được thay đổi cái tên chút thưa quý vị. Ai cần xin cảm ơn Hoa hậu Trang Lương từ B&T Insurance đã ủng hộ 1.125 đồng. Và tiếp theo là Mạnh Thường Quân Christy Thái ủng hộ 200 đồng. Và nhanh chóng thì chúng tôi nhận được của Sài Gòn Times anh Thái Tú Hạp 300 đồng và chị Ái Cầm 300 đồng và Minh Phượng cũng được biết, chị cho em nói nha. Đây là số tiền mà các chị đã, các anh chị và cùng với Tuyết Nha đã giúp cho vấn đề chương trình tại Rose Hill và đã được một vị ân nhân tặng cho Tuyết Nha, tặng cho Ái Cầm. Nhưng mà chị xin nhường lại cái số tiền này, cái ngân khoản này để dành cho Hoa Sen Việt làm công chuyện từ bi, thưa quý vị, và cả Tuyết Nha nữa. Cảm ơn Tuyết Nha, cảm ơn chị. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Vì lòng rất là nhiệt tình. Xin đính chính là thưa quý vị là cái số tiền 300 đồng mà của ban giám đốc Rose Hill đã tặng cho Tuyết Nha và Ái Cầm, là hôm đó Tuyết Nha và Ái Cầm được cái duyên lành là mời đến để mà điều khiển một cái chương trình là cầu siêu cho tất cả những vong linh tại Rose Hill. Và tất cả những số tiền mà của Rose Hill tặng là 300 đồng cho Tuyết Nha và Ái Cầm, thì Tuyết Nha và Ái Cầm xin cúng dạy cho chương trình Hoa Sang Việt. Và tiếp theo là sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, Hàng Ái Liên, Pháp Danh Nhật Bảo Hương từ Triều Điệu Ngự. Và tiếp nối là vị ân nhân Alex Lau ủng hộ 100 đồng. Tâm Từ 100 đồng. Và đạo hữu Thái Mỹ Lan, Thái Mỹ Lê và gia đình ủng hộ 300 đồng. Trương Nga Lê 100 đồng. Đạo hữu Chân Diệu Nhật Yến 100 đồng. Đạo hữu Mindy Lương từ SPT Realty and Finance 100 đồng. Và Nguyễn Bích Trang 200 đồng. Bàn số 8 Hoa Sen Việt ủng hộ 300 đồng. Nguyễn Thanh Tước Nhật Thiện 500 đồng. Bàn số 7, Lương Mạnh Thành Oliver, Pháp Danh Nhật Thắng, Nhật An, ủng hộ 100 đồng. Và nhanh chóng hai Phật tử bàn số 19 là 200 đồng, cũng như là Dược Sĩ Lưu Cầu là 200 đồng. Và Diệu Đức, Diệu Linh, mỗi người 100 đồng. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình với giọng hát của ca sĩ Hà Tiên và bài hát Đạo Làm Con, một sáng tác của Quách Bim. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên là Hà Tiên, pháp danh Thường Duyên, và con xin gửi lời chào thương yêu và trân trọng nhất đến quý vị. Dạ, và con cũng xin cảm ơn Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt và đài IBC TV và quý vị đã đóng góp và ủng hộ trong tiệc chay gây quỹ hôm nay ạ. Thank you.
trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Xin chân thành cảm ơn.